Chiều tối nay ngày 8 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ 15 nghi can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Nghi phạm chính được xác định là Phan Minh Châu, sinh năm 1971, hộ khẩu tại hẻm 42 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, có một tiền án về tội tổ chức đánh bạc. Trước đó, sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhiều sòng bạc tổ chức trong rừng thông, các con bạc đã chuyển địa điểm về thành phố Đà Lạt, tổ chức ngay trên phố, nơi đông người và có sự canh phòng cẩn mật. Khoảng 3 tuần trở lại đây, Châu thuê lầu 4 căn nhà số 49 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, thành phố Đà Lạt, ngay ngã năm đại học để tổ chức đánh bạc. Châu trang bị 8 camera gắn từ cầu thang lầu 1 lên lầu 4 để quan sát. Căn phòng nơi Châu tổ chức đánh bạc được trang bị cửa sắt. Chỉ những người quen gọi điện thoại đến và được nhận mặt qua camera thì Châu mới cho vào tham gia. Lúc 22 giờ ngày 7 tháng 2, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đã đột nhập bắt quả tang Châu đang tổ chức cho 17 người đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Lực lượng công an đã thu trên chiếu bạc 46 triệu 800 ngàn đồng cùng nhiều dụng cụ đánh bạc. Khám xét người các con bạc, lực lượng công an thu thêm 484 triệu 515 ngàn đồng. 18 người đã được đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự để làm rõ. Đến chiều ngày 8 tháng 2, qua phân loại, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định tạm giữ 15 người để điều tra. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng.